chào cả nhà mình nhé. Hôm nay buổi chiều mời cả nhà mình theo chú Sáu với mấy đứa con cháu, mấy anh em đi bắt cá bóng sào bóng sệ ngoài đây về ăn nha cả nhà ơi. Mời cả nhà theo chú Sáu luôn nha, có mấy đứa em nó lội ở trước cả nhà. Hôm nay đi bắt cá bóng sệ cả nhà ơi, bóng sệ bóng sào, coi gặp con gì bắt lấy về ăn, kiếm đồ ăn cả nhà ơi. Hôm nay nhà cũng hết món ăn rồi, ba bốn đứa nó bu là một chùm, nãy giờ cũng chưa bắt được con nào cả nhà. Đây cái bãi này sâu không cả nhà ơi, nguyên cái bãi rất lớn đúng tính. Wow, Tâm bắt được con lịch cả nhà ơi, bắt cá bóng sệ bóng sào ở đây mà được con lịch luôn, có gì bắt nấy cả nhà ha, có cua bắt cua, có còng bắt còng cả nhà ơi. Chú Sáu đi bắt cá ở đây có gặp có thằng bé bắt nữa cả nhà, nhỏ mà nó bắt cá cũng hay lắm cả nhà ơi. Đây nè cả nhà mình thấy mình mẩy nó sình đất không luôn. Bắt được nhiều ít rồi con, bắt còng hả cá? Wow, nãy giờ đủ kho chưa? Wow, chừng rồi mình mẩy nó còn hơn là dân châu Phi nữa cả nhà ơi, sình đất không luôn. Con bé nó bắt còng rồi cả nhà, còng có bắt cá có cả nhà, chút xíu mà nó bắt rất hay. Tính làm được con cả nhà ơi, bắt được con, nãy giờ lâu lắm mới làm được con, bắt được con cả nhà ơi. Ở đây sâu quá, bắt sâu nó hang ở sâu quá cả nhà. Tây nguyên cái bãi này lớn lắm cả nhà ơi, hôm nay nó cạn mấy anh em xuống đây để bắt mới cá về làm món ăn cả nhà. Đây cũng có chiếc ghe thả lưới nha cả nhà, nước giờ bắt đầu lớn lên cả nhà ơi. Vừa bắt cá vừa có tay lưới thả lưới luôn nha cả nhà, có tay lưới đây thả lưới luôn, coi coi lát có dính cá đói hè, cá gì đó là dính cả nhà ơi. Tính đang thả đằng kia cả nhà. Nước giờ cũng đang lớn rồi cả nhà. Đi hơi trễ cho nên nước lớn. Giờ đang giăng lưới bắt cá nha cả nhà, giăng lưới cá bóng sào. Nước càng ngày càng lớn lên cả nhà, Hùng đang kéo lưới tới mà trời cũng chuyển mưa tới quá chừng cả nhà. Trời đuổi đi, có tính nè, đang đuổi cá nha cả nhà, đuổi cá sao cả nhà. Con đừng đứng ngay đó luôn nữa, tính này đứng ngay đó lát nó không dám tới đó con ơi. Mày bắt bao cá được như đây cả nhà ơi, ở đây nè nó nhốt lại mấy cá sào sắt chứ, kéo sắt lại ra được như đây cả nhà ơi. Mấy anh em bắt được như đây mà trời mưa quá thì về sớm cả nhà ơi, trời cũng không ra đâu. Còn lấy cái dầm rồi không lên ghe về nha cả nhà.
Tây trong cái thùng đây cũng được như đây, giờ trời mưa quá thôi được như đây, lấy như đây cái này. Như đây về chiên với kho rồi cũng được rồi. Về quá về leo xuồng về mưa quá.